Em ơi, cái này mà nhét thẳng vào mồm Thái được ấy nhỉ? Nó giống thằng bố nó. Đấy, ở nhà có chịu dọn dẹp gì đâu. Tên bố khốn nạn, tên chồng khốn nạn anh để mẹ con tôi thế này. Về đây mà rửa bình bu cho nó này. Tên chồng khốn nạn. Thằng chồng mất dạy nhá, mày để bà mày trông con một mình nhá. Há mồm ra. Há mồm ra. Há mồm ra. Thôi mày nhấc cái bình bu lên. Thái ơi, sữa bột cũng ngon lắm em ạ. Ăn đi. Ăn đi nào, nào há mồm. Từ từ từ. Xin lỗi nhá, là lần đầu là mẹ hơi bị lóng ngóng một chút mọi người. Xin lỗi. Để cái này nghiêm túc này. Để xuống, nhẹ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ. Để xuống, để xuống. Nó nhẹ nhàng. Ok, I'm good. Nào. Ui. Đấy. Đấy. Rất tức hết nhỉ. Và sữa cũng không xong cái này thì từ từ nhá Thái nhá. Quỷ. Tôi làm được rồi nè mọi người. I'm there for you.